bạn nha, hôm nay mình cùng xem máy cày Kubota 518 phát gạo ạ. Dạ, phát gạo này trị giá 15 triệu các bạn. Chiều dài là từ 2m8 cho tới 2m6. Ai muốn lấy cái nào lấy. Ai muốn xài kiểu 2m8 thì lấy 2m8. Ai muốn xài kiểu 2m6 thì lấy 2m6. Gà này không có xếp nữa các bạn. Gồm có 5 ống chỉ. 5 ống chỉ. Có hai loại, một loại hộp sọ nhỏ và một loại hộp sọ lớn. Hộp sọ nhỏ thì 13 triệu, hộp sọ lớn thì 15 triệu. Ai muốn hộp cái nào lấy cái đó. Ai có nhu cầu thì mình để lại số điện thoại ở trên tiêu đài á, cho các bạn và mọi người cùng điện để tham khảo. Cái này thì máy nào mang cũng được hết trơn các bạn. Máy 2000 trở lên là mang được hết. Mình xin nhắc lại là cái dàn này không có ship nữa bạn. Từ 2m6 cho tới 2m8 là không có ship. Đó, pháp thì một ngày biết nhiêu đất mà nói đâu. Rất là nhiều. Tại vì các bạn thấy là nó chạy do do luôn nè. Ở đây thì mình phát mướn đó các bạn, thì phát một công 40.000 đồng. Đó thì mười mấy triệu này thì cũng rất là dễ lấy vốn các bạn. Có đất chạy là rất là dễ lấy vốn. Nếu làm vườn lúa ba vụ này thì phát đốt đường cái thì ốc bu này kia nọ với lúa này kia nọ nó đốt cháy được rất là nhiều, làm sạch đất, rất là sạch đất. Ốc bu vàng rồi chết rồi, rồi nó sạch gốc gạ nữa bạn, đốt đường cái là rất là ngon. Này phát gạo thì quá đỉnh thôi bạn. Năm 2018 này thì phát gạo là quá đỉnh này. Nó là những con máy cày phát gạo là rất là đỉnh. Dân ma rồi những cái con dân ma nữa. Nó chơi vậy thôi. Phát gạo này thì cũng có nhiều
nhiều bạn hỏi phát cỏ được hay không thì cái này mình cũng chưa có đem đi phát cỏ lần nào, do đó nên cũng không biết nữa bạn. Phát cỏ thì thấy nó đứt cũng ngon lắm, có người thì thích đứt rồi có người thì thích dập. Muốn đứt thì mình mài bén lên thì đứt, còn muốn dập thì mình xài dao lục thì nó dập thôi, nó đơn giản. Này đất này nó không được lớn cho đó nên chạy không thẳng, chạy nhiều vòng cũng quay đầu cũng hơi cực. Chứ đi đất lớn các bạn, đất lớn thì chạy thôi hết nói à, 100 cây chuối trên giờ. Thì cũng có nhiều bạn thắc mắc là nói rằng là phát để làm gì, thì phát này để đốt các bạn, đốt cháy để cho sạch. Trong đất cái vùng đất ở đây thì gồm có ốc bu vàng nè, rồi là mình xả lại liền nữa, xả lại liền, mà nếu mà mình không làm gì thì mình xới dùi cũng rất là cực, xới cũng không có được sâu động xuống. Còn ba cái còn bởi cái gom gại như thế này thì sẽ lúa sẽ bị dễ ngộ độc hữu cơ đó, tại vì mình không có đốt sạch đó. Rồi cái này chỉ cần nắng lên bữa nay là tới chiều là có thể đốt được rồi đó, đốt được thì ở đầu là sớm một cái là rất là sạch luôn, sớm cái là rất là sâu sạch lắm, rất sâu rất sạch đất, cho đó nên ốc bù vàng nó cũng cháy nữa, cũng cháy bớt, mặc dù nó đã dồi xuống đất rồi nhưng mà cái phần nào nó cháy thì nó cũng giảm bớt, là nóng nó cháy. Tốc độ lắm luôn, 50 18 với 4 7 8 rồi đó các bạn, của Thái hay hoặc là của Việt Nam gì cũng là có gạ là hết chảy luôn. Nói chung thì cái gạ này nó không kén máy nào hết trơn, gạ này nó không kén máy nào hết trơn. Anh thua tài xế chạy đừng có độ sát dưới đất quá, nó bị cháy vô go thôi, vô đường bờ thôi. Cái này thì nó cũng có cái bánh xe để canh này, thì nó cũng có cái bánh xe để canh này, trừ ra là tài xế chạy vô đường bờ đó rồi không có dở lên nó mới cháy dây cũng go thôi. Rồi quá là đã luôn mà.